Thì hôm nay á, thầy sẽ đề cập đến một cái rất là quan trọng ở trong cái tu tập á. Thì hai cái yếu tố mà định và tuệ á, là rất là khó xử lý trong cái việc hành thiền, mà hầu hết những cái người mà khi nói đến chuyện hành thiền thì lại là cứ ai cũng nghĩ đến là để mà ổn định cái tâm, tức là có cái khuynh hướng thiền định nhiều hơn, rồi lại có một khuynh hướng khác là khuynh hướng là có những người thì thấy là định nó rất khó, định nó đòi hỏi phải có cái điều kiện cái nơi chốn, rồi cái điều kiện cái pháp môn, tức là cái phương pháp, rồi điều kiện phải có cái vị thầy hướng dẫn đàng hoàng, nếu không là tẩu hỏa nhập ma. Do đó đó thiền định đó là rất là khó, nhưng mà đa phần á, thì lại là có khuynh hướng thích thiền định. Về sau này á, thì có một khuynh hướng thứ hai, đó là khuynh hướng không thích thiền định mà chỉ đi theo thiền tuệ thôi. Nhưng mà theo thầy đó là cả hai cái khuynh hướng này đều là sai. Bởi vì nếu mà đúng á, là trong thiền tuệ á, là đã có thiền định. Mà thiền định trong Phật giáo đó thì phải là có thiền tuệ. Cho nếu mà thiền định không á, mà không có thiền tuệ đó thì sẽ lạc vào thiền ngoại đạo liền. Vì định đó là nhiều cái trường phái định lắm. Ví dụ như yoga hay là khí công thì nó cũng là định, dựa trên định hết. Mà định á, thì nó là thuộc về cái định luật tâm. Do đó tất cả định luật tâm á, thì nó diễn ra giống nhau. Nó chỉ có khác là khác ở trên cái mục đích của cái định tuệ đó, hay là do cái sự mà thông suốt về cái định tuệ đó như thế nào đó. Còn một khuynh hướng thứ ba nữa, đó là khuynh hướng định và tuệ tu chung với nhau, tức là định tuệ đồng tu. Nhưng mà cả ba điều này á, thì thầy vẫn thấy là sai. Không phải là mình tu định, cũng phải là mình tu tuệ, cũng phải là mình kết hợp cả định và tuệ, mà sự kết hợp đó, đó là sự kết hợp nó sẵn có trong tâm. Mình phải biết cách cái tâm, để cái tâm như thế nào để cho cái định tuệ nó tự phát huy thì mới được. Còn nếu mà mình cứ làm cái định một chút rồi nó quá định đi, rồi mình lại là chuyển qua tuệ, tuệ nó cũng quá đi rồi chuyển qua định, thì đều là một cái sai lầm rất là lớn. Và để mình thấy ta cười như thế này này, tức là có một Phật tử hồi thầy giảng một cái khóa, mà khóa đó là có 6 có 7 gì đó không biết đó, mà là giảng ở Đà Nẵng. Thì khi thầy về Sài Gòn rồi á, thì có một người Phật tử là email cho thầy, hay là hỏi trong vấn đáp gì đó, tức là hỏi thầy là con là mất ngủ một thời gian rất là lâu, nhưng mà không biết tại sao mà khi nghe thầy giảng là từ đó là ngủ lại rất là tốt, tức là đi nghe giảng rồi thì về ngủ rất tốt. Sở dĩ mà thầy nói cái điều này là bởi vì nó có một cái ngược lại có một cái cầu Phật tử, thì là cậu lại nói rằng á, con theo cái chánh niệm tỉnh giác của thầy á, hồi trước là con nằm cái là ngủ liền à, mà bây giờ con ngủ không được, càng ngày càng con ngủ không được, và bây giờ không biết làm sao mà thu hồi lại được. Không biết làm sao mà thu hồi lại, bởi vì nó bây giờ nó căng quá rồi. Thì điều này á, để cho mình thấy là do mình đã sử dụng cái định tuệ không đúng mức. Tuệ mà quá đó, tức là mình tỉnh giác, mà tỉnh giác quá độ đi á, mà khi mà mình nói tỉnh giác quá độ đó là đã có bản ngã xen vào rồi.
có bạn ngã xen vào rồi, cho nên là mới là cố gắng để mà tỉnh giác quá độ. Khi mà tỉnh giác quá độ thì nó căng thẳng, căng thẳng cho nên là ngủ không được là phải rồi. Cho nên cái tỉnh giác này là một cái tỉnh giác nó tự động, chứ không phải là cái tỉnh giác mà mình cố gắng để mà tỉnh giác thế này thế kia là sai. Do đó đó, hôm nay là thầy trình bày lại cái chuyện mà định và tuệ đó. Cái khi mà trong thất giác chi á, là có chia ra làm hai phần á, là để chính cái thất giác chi, cái mục đích của thất giác chi á, là để điều hòa lại cái định và tuệ này. Tức là khi một cái người mà cái tâm nó quá tuệ quá, nó đâm ra căng thẳng, tức là cứ tỉnh giác, cứ chánh niệm tỉnh giác, mà tỉnh giác theo cái kiểu là cái nỗ lực của bản ngã, cho nên á là cố gắng để mà quan sát, cố gắng để mà tìm tòi gì đó, cho nên á là đâm ra nó trở thành căng thẳng. Thì khi mà căng thẳng như vậy á, thì cái cách mà để mà lấy thăng bằng lại đó là phải buông xả. Khi buông xả thì tâm nó sẽ ổn định lại. Ngược lại, khi một cái người mà nó tâm là cứ hễ mà ngồi vào thiền một cái thì bắt đầu nó sinh ra những cái ấn chứng của thiền định, rồi nó định lại, làm cho cái trí tuệ nó mất bén nhạy đi, là cái tâm nó ổn định lại quá đi á, làm cho nó không còn bén nhạy nữa. Nhớ rằng á là khi mà định á thì cái yếu tố tượng á là nó xen vào rất là lớn. Bởi vì á, tất cả những cái định mà muốn đắc được định này định kia đó thì đều phải qua tượng. Đầu tiên mà biến một cái đối tượng trở thành ra quan tướng là đã phải tướng rồi. Cho nên á, trong thiền định á, là tượng rất nhiều. Do cái tượng đó mà làm cho cái trí tuệ không thể phát sinh được. Vì vậy cho nên á, là nói một cách tổng quát là khi một cái người nào mà nó bị rơi vào định nhiều quá đó thì phải là tỉnh thức lên, phải quan sát mọi chuyện cho thật rõ ràng, gọi là trạch pháp, tức là mình phải quan sát mọi chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà ngược lại, khi mà cái người mà cái quan sát mà nó quá căng thẳng á, bây giờ nó trở thành nó thức, nó ngủ không được nữa, thì người đó là phải buông xả ra. Buông xả ra thì nó là thư thái này, buông xả này, và nó ổn định. Thành ra bên cái phía mà đối trị lại với cái hưng phấn quá đó, thì mình phải là thư thái, buông xả và ổn định. Còn bên cái phía mà định quá đó thì mình phải là trạch pháp, tinh tấn và phấn chấn lên, phấn khởi lên. Đó là cái cách để mà điều hòa lại cái định và tuệ. Thì hôm nay á, thầy sẽ trình bày sâu hơn một chút về định và tuệ. Cái định á, nó có nhiều cái loại định. Thường thường á thì chúng ta thường nghe nói đến bốn cái loại định trước thôi, chứ không có ít ai nói tới cái loại định thứ năm. Thì á, bản thân thầy á, thì thầy lại là trải nghiệm được cái định thứ năm đó. Cho nên thầy cứ băn khoăn hoài là không biết là tại sao là trong kinh là nói đến thiền định là không nói tới cái loại định này. Thì vô tình thầy lật trong kinh để mà kiếm một cái trường khác, kiếm một cái từ khác, thì nó lại ra cái định này. Ra cái định này thì đúng y như là cái định mà thầy diễn tả. Thầy rất mừng, cho nên thầy mới thêm vô trong cái thiền định đó là cái định thứ năm. Cho thường thường người ta nói định là nó tới Appana Samadhi là hết rồi. Cái định thứ nhất á, gọi là Sát Na Định. Định thứ hai á,
gọi là cần hành định hay là cần định. Thứ ba là nhất thời định. Thứ tư là an trị định. Thứ năm là tĩnh lặng định. Nó cấm có năm loại định. Cái định thứ nhất là cái định đó nó là khi mà mình mà tâm mình mà rỗng lặng trong sáng á, thì tự động cái định đó nó xuất hiện. Thì cái định đó mình không luyện tập được. Tức là khi tâm mình rỗng lặng trong sáng á, thì cái định đó đó là nó gọi là sát na định. Tức là cái định này á là nó rất nhanh. Cái định này nó cái thời gian mà cái thời gian sát na là cái thời gian nó rất nhanh. Do đó đó là cái biến chuyển của một cái tâm á là nó trải qua những cái sát na. Do đó đó khi mà nói là định sát na đó là cái định đó là cái định rất nhanh. Thì cái định rất nhanh này á nó mới bắt kịp cái đối tượng mà của thiền tuệ. Còn nếu mà cái định mà nếu là cái định an trí á, trong này có một cái định, mà cái định này là định vừa cao nhất mà cũng là vừa là tai họa nhất, đó là định an trí. Tức là cái định này á là nó nhanh, rất là nhanh. Do đó cái pháp nó xẹt qua một cái thì là cái định đó cũng đủ để đi kèm theo với tuệ. Vì định với tuệ là luôn luôn nó phải đi đôi với nhau. Cho nên á cái chữ tuệ đó như ngài Kim Triệu đó, ngài có cái pháp danh là Khipa-pa-nyo. Chữ Khipa-pa-nyo nghĩa là cái tuệ nó nhanh, rất là nhanh. Nó xẹt một cái là xong, chứ không phải là tuệ là cái mà nó cứ từ từ là không được. Tuệ là bỗng nhiên một cái, có khi là bỗng nhiên một cái. Ví dụ như trong thiền ấy, người ta nói là đi rồi đạp nhầm một cái viên sỏi đó nó bắn vô trong cái trúc, nó kêu cái cốc, cái là vì đó ngộ. Tức là một cái gì đó mà nó tác động một cái thì nó bừng sáng ra. Cái tuệ đó nó đi kèm với cái định sát na. Cho cái định khác là không có xen vô đó được. Bởi vì trong giới định tuệ là ba yếu tố nó phải đi kèm với nhau, không có tách rời nhau được trong cái giới định tuệ á. Cho nên hễ tuệ thấy thì trong đó đã có định, có giới rồi. Nhưng mà bữa trước thầy đã nói rồi, cái giới định tuệ này là giới định tuệ từ tánh, chứ không phải giới định tuệ mà mình ngồi mình rèn luyện mà ra. Nó là từ tánh nó mới ra được, chứ còn mình rèn luyện thì nó trật hết à, nó không đúng vào đâu hết á. Cái thứ hai á là cần định. Tức là cái tâm nó ổn định đến một cái mức là nó yên lại được rồi, nhưng mà có cái gì một cái là nó lại mất. Tâm nó mình ngồi mình cố gắng mình yên ổn rồi định nó yên rồi thấy rằng có vẻ yên là tốt rồi, thì tự nhiên là có cái chuyện gì một cái là nó bật ra. Chứ không thể nào mà mình định hẳn lại được, không thể ngồi định hẳn lại được, thì cái đó gọi là upachara, tức là cần hành định. Tức là nó cứ tới ngang, nó gần vô định cái á là nó bật ra lại, cứ gần vô định cái là bật ra lại. Thì thường thường á, ví dụ như nhiều người họ niệm Phật, thì thường thường niệm Phật á là tại vì nó còn một cái niệm, do đó nó không vô định an trí, mà nó chỉ tới định cần hành. Thì cái định cần hành á mình mới gọi là nhất niệm. Nó mới khác với nhất tâm. Nhất niệm tức là còn lại một niệm, còn nhất tâm á là cái tâm nó hoàn toàn là đứng yên. Thì cái nhất tâm là ở đây chỗ mà appana samadhi này, tức là định an trí á. Cái thứ ba đó là cái định nhất thời, tức là có những cái lúc mà mình ngồi yên bất tự động nó ổn định lại. Tự động nó ổn định, mình không thiền định gì hết, mình cứ ngồi tự nhiên vậy thôi, mà tự nhiên nó ổn định lại hoàn toàn.
Tức là nó đúng vào cái lúc cái tâm của mình này, hợp với cái cơ thể của mình này, hợp với những điều kiện chung quanh này, thì tự động á là nó đền lại. Cho nên á nó là nhất thời thôi. Chứ còn á là có khi muốn làm lại như vậy cũng không được. Tức là nhất thời nó đến nó định lại, mai mốt mình nói hay quá, bữa này mình định được, mai mốt mình làm lại. Nhưng mà làm lại không được, làm không được, vì lúc đó nó đủ cái điều kiện của cái tâm, điều kiện của cái thân và cái điều kiện của cái hoàn cảnh xung quanh là thì là tự động nó định lại. Thành ra cái định đó là cái định nhất thời định. Còn cái định an chỉ là sau khi nó đến được cái định cần hành rồi á, thì cái người đó vẫn tiếp tục một thời gian thì sẽ là nhập vào định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó, thì gọi là định an chỉ, tức là khi nào á phải qua khỏi cái cần hành định rồi nhập vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, thì lúc đó mới là gọi là định an chỉ. Thế nhưng mà bốn cái định tên á, bốn cái định trên này á thì nó lại khác với cái định thứ năm rất xa. Và cái định thứ năm này á là cái định mà thầy muốn nói đến, mà cái định thứ năm này mới thật sự là cái định riêng của Phật giáo. Chứ còn á là các cái tôn giáo khác á là đa phần á là cao lắm là đạt được cái định an trị mà thôi. Cho nên á các cái người mà các cái đạo khác, người ta có thể nhập thiền định và thậm chí người ta có thần thông, nhưng mà cái thiền định và thần thông đó nó vẫn chưa phải là cái mà giúp cho giác ngộ giải thoát được. Cái đôi lúc á nó càng định chừng nào á thì nó lại càng mất cái sự bén nhạy, như hồi nãy thầy nói đó, nó sẽ mất sự bén nhạy đi, cho nên nó lại ra cái chuyện gì nó xảy ra cái là mình hiểu liền. Lại cái chuyện gì xảy ra cái là mình ứng phó liền lập tức. Thế mới cái tâm mình nó cứ định và cứ muốn yên yên đó thôi. Do đó mà mình cứ giữ cái yên yên đó mà không có ứng phó kịp thời với một cái chuyện mà nó biến chuyển rất là mau lẹ. Thì nó mới đưa đến cái định cuối cùng này á. Cái định này á là vô tình thầy mới đọc được cái đoạn văn này. Thì thầy chép cái đoạn văn này ra. Cái đoạn văn đó là đoạn văn định nghĩa cái định tĩnh lặng này. Trong trường bộ kinh 3 trang 278. A văn là này, samathi là định này. Định này sanh tô là tịch tịnh. Panito là vi diệu. Pati pasatlatho thì cho nên thầy mới dùng cái từ này để vô đây, là thành ra là định tĩnh lặng, là đạt được sự tĩnh lặng. Eco phavo là nhất tính, chữ phavá là tánh, là tính, thành eco phavá là nhất tính. Athigato có nghĩa là chứng được nhất tính. Na cha sankhara tức là hữu vi, tức là không có hữu vi, có nghĩa là vô vi không có tạo tác. Nigaha, nick là không, tức là không có một cái đối kháng nào. Tức là cái định đó ví dụ như thế này, bây giờ mình mà nhập vô cái định cao nhất là Appana Samadhi đó vẫn có thể bị đối kháng. Ví dụ khi mình nhập vào định đó mà có một cái gì nó phá mình đó, ví dụ như là nhập vào sơ thiền thì vẫn có thể bị tiếng ồn là làm cho mình ra khỏi sơ thiền. Tứ thiền cũng vậy, nói chung là bất cứ cái thiền định nào cũng đều có cái đối trị lại nó hết á. Nó có cái đối kháng lại, tức là nó đối kháng với một cái trạng thái bên ngoài và đồng thời á là có một cái trạng thái bên ngoài là đối kháng lại với nó. Nhưng mà cái định này á là không có đối kháng. Đó. Nikkeha là không có đối kháng. Và vô ngại, tức là vô đối, vô ngại. Vô vi, vô đối, vô ngại.
Nghĩa là cái định này là như thế này, là mình vẫn bình thường vậy thôi, nhưng mà cái tâm hoàn toàn ổn định. Cái định này là được Đức Phật sử dụng cái khi mà mình đọc trong kinh bài Ba Hung á. Bài Ba Hung mà cái đoạn mà nói về nàng Chính Cha đó, mà đến hại đó, thì Đức Phật á là dùng Santi. Dùng Santi, Santi là Santi tức là Santo đó này, tức là cái định này á nó có cái yếu tính của nó là Santi. Thì cái Đức Phật ngài dùng cái định tĩnh lặng này, tức là ngài vẫn ngồi, bà kia bà vẫn là vu khống ngài, bà nói đủ thứ, ngài vẫn ngồi tỉnh bơ, chẳng phải là ngài nhập định. Nếu mà lúc đó ngài nhập vô cái định mà cao nhất á thì cũng vẫn là không được, bởi vì lúc đó đâu có nghe bà nói gì. Bên này vẫn nghe bà nói, vẫn nghe bà vu khống đủ thứ, mà ngài vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Cho nên á, cái định này á là cái định mà tịch tịnh vi diệu, tĩnh lặng nhất tánh, vô vi vô đối vô ngại. Đó, cái định này mới là thực sự là cái định mà của Phật giáo này. Thế nhưng mà bởi vì mình á, từ trước đến giờ mà hễ mà nghe nói tới thiền định cái á, là mình bắt đầu là cố gắng để làm sao mà để đạt được cái định an chỉ. Nhưng mà cái định an chỉ á, nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như là ông Đề Bà Đạt Đa, ông có đắc thiền định rất là cao và có cả thần thông nữa, nhưng mà ông tâm ác nó vẫn cứ ác, ông vẫn cứ muốn là tranh với Đức Phật để làm Phật. Nhưng mà Phật là giác ngộ chứ đâu phải là một cái địa vị mà tranh. Thế mà ông vẫn là cố gắng để mà tranh với Phật để mà được làm giáo chủ. Thì đôi lúc á, cái thiền định cái thứ tư này á nó rất là cao, nhưng mà cái định cao này đôi lúc là phát sinh ra ngã mạn, sinh ra tội lỗi nhiều hơn. Thí dụ như là mình chưa biết được hết được cái pháp nó đến với mình. Thí dụ như bây giờ mình gặp một cái trở ngại đó nó đến, nó làm cho mình bực tức, mình khó chịu, mình là bị vu khống hay bị cái gì đó. Thì nếu mà mình bình thường á thì thôi, mình bên đó nó đông quá, thôi mình chịu thua cho rồi, thôi vô trong nhà trốn đi, chẳng thà vậy còn đỡ hơn. Như vậy đỡ gây tội đó. Thì bây giờ vô trong nhà cũng ngồi buồn thì buồn một mình thôi. Còn nếu như mà giả sử lúc đó mình có thần thông á, là thế nào là mấy cái người mà phá mình đây là thế nào cũng lãnh đủ à. Phải không? Đó. Cho nên á, cái thần thông đó nó sẽ là rất là nguy hại. Mà trong lúc đó mình nó lại là do mình rèn luyện cho nên nó có, mà rèn luyện nó có tức là cái đó không phải là tự tánh mà có, mà cái rèn luyện có đó là do bản ngã tạo ra. Thì như vậy á, khi mình đắc được những cái định đó thì cái bản ngã của mình càng cao thêm. Cho nên á, cái con đường mà của ngoại đạo đó là con đường mà để mà làm cho cái tiểu ngã trở thành đại ngã bằng cách là đi theo con đường thiền định. Có thể là thế này, cái sát na định á, là cái đó đương nhiên là phải có rồi nè. Và một cái người ổn định bình thường thì có thể là đạt được cái định cần hành hay là định nhất thời. Còn cái an chỉ định á thì có cũng được, không có cũng được, không cần thiết, không cần rèn luyện, không rèn luyện mà vẫn cứ có như thường. Không rèn luyện thậm chí nó còn tốt hơn là rèn luyện. Bởi vì một cái người mà tâm họ đã không còn cái tâm họ đã là với cái định tuệ mà mình tu tập đó, ví dụ như sáng suốt định tĩnh trong lành hay là thần trồng chú tâm quan sát, tức là trong đó nó đã có giới định tuệ rồi. Thì khi mà những cái giới định tuệ đó mà nó đi chung với nhau á thì nó khi tu tập thì càng ngày cả cái giới, cả cái định, cả cái tuệ đều là càng ngày nó càng vững vàng. Cái vững vàng đây không phải là mình thiết lập nó, mà cái vững vàng này là bởi vì do cái bản ngã nó không còn chi phối nữa,
Cho nên nó mới trở lại của cái giới định tuệ từ tánh một cách rất là rõ ràng và một cách rất là vững vàng. Bởi vì á, cái định mà an chỉ này này, bây giờ định nghĩa, cái định nghĩa đầu tiên thôi, chứ không cần phải định nghĩa xa, mà định nghĩa đầu tiên thôi, tức là ly dục, ly bất thiền pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Như vậy bây giờ nếu một cái người mà thường sáng suốt định tĩnh trong lành thần trọng chú tâm quan sát, thì cái người đó cũng là ly dục ly bất thiền pháp. Mà ly dục ly bất thiền pháp tức là có thể vào sơ thiền dễ dàng, chứ không phải là không có sơ thiền. Nhưng mà cái sơ thiền đó là cái sơ thiền nó tự động nó sẽ đến, cứ ngồi buông ra hoàn toàn, chỉ để cho cái tâm rỗng lặng trong sáng thôi. Đừng có nói là ngồi thiền, đừng có cần theo dõi bất kỳ gì cả, cứ để tâm rỗng lặng trong sáng à, rồi nó cái gì đến thì thấy, không đến thì thôi, có đối tượng thì thấy, không có đối tượng thì thôi, đừng quan tâm gì hết, cứ để tâm cho hoàn toàn cái nó rỗng lặng trong sáng vậy thôi, thì nó sẽ vào định rất là nhanh. Nhưng mà cái định này đó nó lại không đi một mình, mà cái định này đó nó sẽ kèm theo tuệ. Vì cái định tuệ này là cái định tuệ nó sẽ đi chung với nhau, chứ không bao giờ nó đi tách ra. Vì đó là cái định mà của cái giới định tuệ từ tánh. Cho nên nó không có tách ra, không tách ra, do đó mà khi có định thì có tuệ, mà khi có tuệ thì có định. Tại vì sở dĩ mà có những cái người họ nói rằng á, nếu mà mình tu thiền tuệ không á thì sau này mình sẽ không đắc định được. Sở dĩ những người nói như vậy là tại vì tách thiền tuệ ra một cái kiểu riêng. À, tức là có những cái phương pháp mà tách ra chỉ có hành thiền tuệ thôi, thì đó là một sai lầm. Cũng như có những cái phương pháp tu mà chỉ tách ra để tu thiền định không thôi, thì đó cũng là một sai lầm. Bởi vì như vậy thì nó sẽ đi tới cái định tối đa là nó đi đến tới cái định mà an chỉ này mà thôi, chẳng thể nào mà đi vào được cái định mà tĩnh lặng này được. À, thì đó là thầy nói về cái thiền định. Bây giờ cái tác hại của cái thiền định này á, là trở thành trở ngại cho thiền tuệ. Cái này thì các cái khóa nào thầy cũng có nói đến 10 cái chướng ngại của cái thiền tuệ cả. À, cái 10 cái chướng ngại của thiền tuệ đó là: một á, là ánh sáng; hai á, là mẫn tuệ; ba là hỷ lạc; ba là hỷ á, tức là các cái trạng thái hỷ á; thứ tư á, là khinh an; thứ năm á, là lạc; thứ sáu á, là ý chí quá mạnh; thứ bảy á, là tinh tấn quá nhiều; thứ tám á, là chú niệm quá mức; thứ chín á, là xạ quá mức; và thứ mười á, là dục đắc, tức là mong đắc đạo quá nhanh, mong đạt được, mong mất đạo quá nhanh. Ví dụ như có người á, là nói là: thưa thầy á, con quyết tâm rồi, nhất định là trong kiếp này là con phải giải thoát à, hay là con phải đắc đạo. Là mấy người đó là coi chừng bị trở ngại đó. Cái chuyện đắc đạo là chuyện của pháp, còn cái chuyện chánh niệm tỉnh giác á, mình chỉ chánh niệm tỉnh giác thôi, tức là mình chỉ lo buông cái ngã ra thôi. Còn cái lúc nào mà nó đắc đạo quá là cái chuyện đó của pháp, chứ không phải chuyện mình làm. Thì á, cái trở ngại đầu tiên á, là cái người hành thiền mà có ánh sáng. Tại sao mà ánh sáng này trở ngại? Tại vì ánh sáng này nó phát xuất, tất cả đều phát xuất từ tượng hết á. Bởi vì trong thiền định á, là nó bị rơi vào tượng. Thì cái thứ nhất á, là cái ánh sáng nó làm cho mình tưởng đâu là mình đạt được cái gì đó. Thì cái đầu tiên là ánh sáng là trở ngại. Thứ hai á, là có đôi lúc do cái tâm nó yên, bởi vì khi mà mình tập thiền định á, cái tâm nó yên thì bỗng nhiên nó lại
nó lại phát sáng, nó nắm bắt được một cái tướng gì đó, và mình tưởng đâu là đó là tuệ. Nhưng mà cái tuệ này á, cái tuệ này nó quá bén nhạy, nhưng mà nó bén nhạy như thử là cái đom đóm mà nó chớp ra giữa bầu trời vậy thôi. Khi nó chớp lên một cái á, thì tưởng đâu là đắc tuệ rồi, nhưng mà khi mà nó cái tuệ đó nó chớp lên một cái á, thì là bởi vì mình á, còn rất nhiều cái ảo tưởng ở bên trong á, cái tư tưởng, cái ảo tưởng, cái ý niệm, khái niệm, đủ thứ trong á, cho nên á là nó ập vào. Mà nhất là cái này, là cái này mà bị hại nhiều nhất á, là người học quá nhiều về Phật pháp. Bởi vì á, học quá nhiều đi rồi á, bây giờ biết chi pháp, biết hết trơn, cho nên mới xẹt vô một cái nói ôi rồi đây là tuệ thứ mấy. Xẹt ra một cái nói đây tuệ thứ mấy, tức là do cái pháp học, cho nên á, cứ tưởng rằng là cái này là cái này, cái này kia là cái kia, nhưng mà đã là tuệ đó thì nó không có một cái ý niệm khái niệm gì hết. Cái tại sao bây giờ lại khái niệm là sen vô, khái niệm sen vô là nó hết tuệ rồi còn đâu nữa. Bữa trước thầy đã có nói rồi đó. Do đó đó, cái mẫn tuệ nó, tức là cái tuệ nó quá nhạy, đâm ra đó là cái nhạy này là một cái nhạy giả mà không biết, tưởng đâu là thiệt. Có nhiều người á, khi hành thiền định thật thiền tuệ và thấy một cái trạng thái là sinh diệt rất nhanh, cái người nói rồi đắc được tuệ sinh diệt rồi, là theo pháp học là đó là tuệ sinh diệt, tuệ rất nhanh, nhưng mà thực ra đó là ảo giác, đó là ảo giác do thiền định tạo ra. Cho nên đó là cái mẫn tuệ này á là phải coi chừng. Chân thôi nó cái tuệ mà nó quá bén nhạy này á, nó tưởng đâu là cái này, tưởng đâu là cái kia. Thứ ba là pi tí. Pi tí là ví dụ như mình, người nó nhẹ nhàng bay bổng, hoặc là mình cảm thấy là mát mẻ, mình cảm thấy là nó rất là sảng khoái, thì những cái trạng thái đó là trở ngại cho thiền tuệ. Khinh an cũng vậy, tức là mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản, mình nói thôi hay quá, bây giờ mình hành rồi, bây giờ có người nói với thầy vậy đó, con hành bây giờ con thấy thoải mái lắm, con thấy nó nhẹ nhàng thanh thoát lắm đó. Nhưng mà coi chừng, bởi vì mục đích không phải là để mà được nhẹ nhàng thanh thoát, cái đó là giống như là cái phù thôi, cái hiệu ứng phù thôi, cái chính vẫn là thấy ra thực tánh pháp. Thế còn cái đó là cái hiệu ứng phù thôi. Mà bây giờ thấy là nhẹ nhàng thanh thoát một cái là thấy thích rồi á, là nó trở thành trở ngại. Sukha là thỏa mãn, tức là bây giờ cái tâm mình nó ổn định rồi, cái nó thấy là mình không cần gì nữa hết trơn á, bây giờ mình hoàn toàn yên ổn, mình hoàn toàn là thỏa mãn rồi, không cần thêm bất kỳ cái gì nữa, yên ở đó và bị dừng lại đó. Athimokkha tức là khi mà mình có một cái gì á, ví dụ như bây giờ tâm mình sân khởi lên, lẽ ra khi tâm sân khởi lên á thì người nào cũng nói rằng con sao cứ sân hoài, thầy chỉ cho con cách sao mà chánh niệm tỉnh giác, hay là cách thiền cách sao để cho hết sân. Nhưng mà cái đó là tầm bậy á. Khi sân khởi lên thì phải sân, thấy sân, cái tính chất của sân như thế nào, nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, nó có cái tác hại gì, nó có cái như bản chất nó như thế nào, là mình phải thấy rõ, chứ không có diệt nó đi, diệt nó đi là sai. Thế thì cái Athimokkha này á, thì thấy sân lên cái là nó diệt liền, thấy sân lên cái là nó không cho sân, nó diệt liền. Nhưng mà như vậy á là ý chí quá mạnh, tức là những cái người này, những cái người mà tu theo cái phương pháp này là dùng ý chí. Nhưng mà thật ra đứng về phương diện mà pháp hành á, mà vi tế mà thấy đó, thì ý chí này đó nó chỉ là trấn áp cho những cái phiền não của mình nó đi vào bên trong mà thôi. Thì cũng như mình mà đuổi cọp vào rừng vậy đó. Ví dụ như thay vì á cọp nó ra thì mình phải là quan sát đồ cho thật kỹ để mình bắt nó, thí dụ vậy đi. Hoặc là mình biết rõ nó rồi á, thì muốn đi nó đi, muốn đi vô đi ra gì mình cũng không sợ.
Còn bên này á, nó thấy cọp cái rồi á, là đánh trống khua chuông á, bên nó chạy đi mất, tức là đưa cọp vào rừng. Thì á, khi mà mình Atimokkha quá đi á, mình ý chí mình quá mạnh đi á, thì là mình đẩy tất cả những cái phiền não, những cái tập khí của mình vào bên trong, vào trong vô thức, nghĩa là đưa vào rừng tối. Vào rừng tối là có chừng á. Cái thứ bảy á, là tinh tấn quá đáng. Cái tinh tấn á, là thầy định nghĩa là tinh tấn là đừng có chạy theo cái ý đồ của bạn ngã. Bạn ngã thì là tham mụ tham sân si, cho nên mình đừng có chạy theo cái bạn ngã tham sân si. Ví dụ như mình có khởi lên cái ý gì đó thì thôi trở về, cho nên khi trở về đó là chánh niệm. Thì á, cho nên cái tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là ba cái nó đi chung với nhau. Hễ mà mình không chạy theo cái vòng đồng thì tự nhiên tâm nó sẽ trở về, tức là chánh niệm. Và khi tâm nó trở về đó thì tự nhiên nó không bị gì che lấp hết đó, thì nó sẽ trong sáng, cho nên gọi là tỉnh giác. Nhưng mà ở đây á, mình lại tinh tấn cái kiểu khác, tinh tấn quá, cố gắng mà hành, thức đêm thức khuya, rồi bỏ ăn bỏ ngủ gì đủ thứ để mà hành. Nhưng mà làm như vậy là, thì thầy nói rằng đó là bị thiền hành, chứ không phải là hành thiền, mà là bị thiền hành. Tức là mình tinh tấn quá, nhưng mà phải xem cái tinh tấn đó là cái cố gắng, cái nỗ lực của bản ngã thì lại càng chết nữa, phải không? Mình phát hiện cái bản ngã để mà dẹp nó không hết, bây giờ lại là tăng cái lực thêm cho cái bản ngã nữa. Cho nên đó, tinh tấn có thể là làm tăng cái sức mạnh của bản ngã. Thứ tám á, là cái chú niệm quá sức. Cái chữ upasana này á, upasana này có nghĩa là cần kề. Mà cái này á, là thường thường người ta hay gọi là miêng mật. Nhưng mà cái từ miêng mật là ý đồ của bản ngã. Miêng mật là muốn cái bản ngã là luôn luôn là tồn tại, không muốn nó chìm đi mất. Cho nên là cứ cố gắng mà gìn giữ cái bản ngã lại. Thật ra miêng mật chỉ là một hình thức duy trì bản ngã. Do đó cái upasana này đó chính là cái miêng mật đó. Tức là không hở. Tu không hở thì ngài Huệ Năng ngài phê bình một câu mà thầy lại không hiểu. Hồi xưa thầy không hiểu, sau này mình thấy là thì đúng. Ngài nói là không phải là niềm niềm liên tục hay là niềm niềm kế tục, không phải là niềm niềm kế tục, mà là vô niềm chứ không phải là niềm niềm kế tục. Thì trong lúc á, bây giờ mình để tâm rỗng lặng trong sáng thì cái tâm rộng làng trong sáng đó nó tự động miên mật thành cái miên mật đó, không phải là miên mật của bản ngã mà miên mật của pháp, của tâm. Còn á, khi mình khởi cái bản ngã lên, mình muốn là phải duy trì miên mật thì lúc đó nó sẽ rơi vào một cái trở ngại, đó là trở ngại upatthana, tức là cứ cố gắng duy trì cái chú niệm thế là cũng không được. Nhưng mà cái thứ chín là ngược lại với trạng thái đó thì lại là buông xả thờ ơ. Ví dụ như khi thầy nói là học đạo quý vô tâm, chữ vô tâm ở đây á, có nghĩa là không có cái ý đồ của bản ngã, không có là hữu vi tạo tác, chẳng phải là vô tâm có nghĩa là thờ ơ lạnh nhạt. Mà cái vô tâm á, khi vô tâm á, tức là khi không có cái ý đồ của bản ngã thì từ tánh nó sẽ là sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không phải là cái vô tâm mà thờ ơ lạnh nhạt. Nên khi mà quá thờ ơ đi á thì là cái xả. Cho nên trong thiền á là có đôi lúc có người ta gọi là cái tuệ cuốn chiếu, tức là hành tới một lúc đó cái tự nhiên
tự nhiên thấy chán đời quá rồi, thấy cái gì cũng chẳng ham muốn gì nữa cả, rồi buông luôn. Buông luôn là buông kiểu đó là không được. Buông đó là nói là tuệ cuốn chiếu chứ là tuệ gì, cái đó là chướng ngại chứ có gì mà tuệ. Là cái thứ 10 á thì lại là muốn mau, tu là cứ muốn mau đạt. Ví dụ như một cái ổi mà mình gieo cái hạt thì nó sẽ tự động từ ngày này qua ngày khác nó cứ theo định luật thiên nhiên nó đâm chồi ra lá rồi nó ra cành rồi dần dần nó ra hoa ra trái. Nó đâu có cần mà muốn cho mau cái gì đâu. Nó cứ làm theo tuần tự tự nhiên theo pháp cho nó không muốn mau. Bây giờ mình mới tu là mình đã muốn là giải thoát liền. Muốn giải thoát liền. Tu sao mà con là nhất định là phải trong kiếp này là phải giải thoát. Nhưng mà chính cái ý muốn đó đó là một cái sai lầm. Làm cái trở ngại. Con á lưu ý 10 cái này này. Coi chừng là hành thiền bị rơi vô 10 cái này hết trơn. 10 cái này nó là chướng ngại của thiền tuệ. Mà cứ mà ráng hoài, mà cứ cố gắng mà làm hoài toàn ra mấy cái này không? Tuệ đâu không ra, không ra, không biết mà toàn ra mấy cái này. mấy cái chướng ngại này. Thành á, thầy mới nhắc lại một lần nữa là không phải là tu thiền định riêng. Cũng không có cái thiền tuệ nào riêng mà để mà tu hết. Mà cũng không có kết hợp thiền định, thiền tuệ gì cả. Mà là chỉ đơn giản tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi. Bởi vì trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì chánh niệm nó đã định rồi, tỉnh giác là tuệ rồi. Cho nên trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là nó đã có định tuệ rồi. Mà cái định tuệ này là cái định tuệ không phải là mình cố gắng mà làm, mà cứ buông ra. Cứ buông ra thì cái tánh biết nó sẽ là nó sẽ trong sáng. Cái tánh biết trong sáng sẽ từ nó thấy pháp. Cho nên người nào buông một cái mà nó sáng suốt định tĩnh trong lành liền thì người đó sẽ đạt được cái độ cao nhất, độ cao nhất của cái tánh biết. Còn người nào mà buông ra mà khi thì sáng suốt định tĩnh trong lành, khi thì không sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc đó là phải thần trọng chú tâm quan sát. Thầy nhắc lại cái bài hôm trước đó. Khi mình thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà cái thần trọng chú tâm quan sát không phải là đem bạn ngã ra mà thần trọng chú tâm quan sát, mà nó sẽ tự ứng một cách tự nhiên. Nó sẽ tự ứng. Rồi á, nếu như tâm mình mà nó vòng đồng thì mình đừng có chạy theo vòng đồng đó, gọi là tinh tấn. Không chạy theo vòng đồng thì cái tâm nó trở về gọi là chánh niệm. Và khi nó trở về thì nó sẽ biết mình đang làm gì, nó mình sẽ biết mình từ một cách tự nhiên. Đó là tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là một cái hoạt động của cái tánh biết rất tự nhiên. Chứ không phải là một cố gắng nỗ lực gì của cái bản ngã hết á. Tại vì mình nói là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng mà quy y Phật thì hành động nói năng suy nghĩ phải sáng suốt. Quy y pháp thì hành động nói năng suy nghĩ phải là định tĩnh. Quy y tăng thì hành động nói năng suy nghĩ phải trong lành. Tức là phải sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Tức là cái mục đích mà tối cao của cái hoạt động tu tập của mình á là tu kiểu gì cũng là thân khẩu ý thôi chứ, phải không? Tu kiểu gì cũng thân khẩu ý chứ không có cách nào khác. Biểu hiện qua thân khẩu ý thôi. Thế nhưng mà nếu mà biểu hiện qua thân khẩu ý một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì là như vậy á, là tức là quy y Tam Bảo. Còn bây giờ mình lại không quy y cái sáng suốt, định tĩnh, trong lành mà mình lại quy y bản ngã. Tức là bản ngã nó suối mình phải hành thiền thì mình hành thiền. Mà hành thiền để làm gì? Để tôi muốn giải thoát, tôi muốn đắc cái này, tôi muốn đắc cái kia. Tức là hoàn toàn là hành động của bản ngã. Cho nên mình cứ bị cái bản ngã nó cứ lôi cuốn, bị nó xúi dục. Cho nên gọi là kiết sử. Kiết sử là sao? Kiết là trói buộc và sử là sai khiến. Kiết sử, sanh vô sanh na đó. Tức là
trói buộc và sai khiến. Ai trói buộc và sai khiến? Chính là cái bản ngã. Mà cái bản ngã đó nó gồm tham này, sân si, ngã mạn, tà kiến, vô tàm, vô quý, tật đố, đủ thứ. Đó là cái thuộc tính của cái bản ngã. Thế thì cái bản ngã này á, thí dụ như cái bản ngã nó đòi là tinh tấn. Bản ngã đòi tinh tấn là có tinh tấn đi nữa thì nó cũng rơi vào cái trở ngại thứ bảy. Sở dĩ mà thầy nói là để sao, để làm sao mà mỗi người là trả lại với bản chất thật của mình. Còn á, cái tánh biết nó có sẵn rồi, bây giờ đừng có chạy theo cái bản ngã thì tánh biết nó sẽ tự soi chiếu hết rồi. Nó sẽ tự soi sáng để mình biết, để mình làm cái gì nó tự soi chiếu hết. Mình đừng có xen vô. Cái bản ngã là muốn thay thế tánh biết. Nhưng mà cái bản ngã không thể nào thay thế được tánh biết. Cái bản ngã mà có biết á, thì cái biết đó nó trở thành là kiến thức hay là kinh nghiệm, là cái giới hạn, chứ không thể nào mà đạt được cái vô hạn của cái tri kiến thanh tịnh. Mà tri kiến thanh tịnh là gì? Tri kiến thanh tịnh là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, chứ không có bản ngã ở trong đó. Thành ra nếu mà mình biết như vậy á, thì mình sẽ cứ trả lại pháp cho pháp. Cứ trả lại pháp cho pháp. Việc gì đến, nếu việc đó đến mà tốt thì mình được hưởng. Còn nếu cái việc đó đến xấu thì mình nhẫn nại. Và cứ trong cái tốt cái xấu đó mình vẫn học để xem thử là khi tốt có bị bản ngã nó xen vào không, khi xấu có bị bản ngã xen vào không. Thì cứ mà thần đồng chú tâm quan sát như vậy thì mình sẽ thấy ra hết, thấy ra được cái nào là pháp thực, cái nào là bản ngã. Còn nếu không á thì mình cứ quy y bản ngã mà cứ cho rằng là mình quy y tam bảo, đúng không? Quy y theo cái ý đồ của bản ngã. Ý đồ đó là gì? Thí dụ như bây giờ này, thầy muốn ngồi đắc định tức là tham. Nhưng mà giờ tại sao mà thích ngồi đắc định? Tại vì á, tâm tôi nó không ổn định, cho nên tôi phải loại trừ cái không ổn định đó để tôi ổn định. Loại trừ cái không ổn định tức là sân. Và khi mà mình lo loại trừ cái không ổn định để đạt được cái ổn định thì lúc đó là xí. Tại vì mình đâu có đủ trầm tĩnh để mà thấy ra cái trạng thái thực của nó. Vì mình muốn dẹp nó đi rồi đâu thấy được. Một bên thì mình muốn dẹp mà dẹp chưa xong, còn một bên thì mình muốn được mà chưa có. Thì lấy trí tuệ lấy cái đối tượng gì để mà thấy? Phải không? Trí tuệ không thấy được thì là xí. Cho nên ngay trong cái mà mình gọi là hành đó, là bị bản ngã tham sân si dẫn dắt trói buộc. Phải nhận ra cái điều đó thì may ra mới là tu hành được. Chứ còn nếu không là vẫn bị cái bản ngã sai sự. Bây giờ thầy nói qua cái thứ hai, đó là nói về định. Bây giờ nói qua cái thứ hai là nói về tuệ. Cái tính chất của tỉnh giác á, những cái điều này đấy là thầy đã có viết hết trong cái cuốn mà Sống Trong Thực Tại. Cuốn Sống Trong Thực Tại này thì là hôm nay là chưa có, có lẽ là tới ngày mai mốt gì đó là bắt đầu là in xong rồi. Thế là mình bị trễ. Thì dân y đó, tức là 17 dân y này thì thầy sẽ là tặng mỗi người mỗi cuốn. Chứ còn bây giờ thì nó chưa có. Và đồng thời là một nhóm Phật tử ở ngoài Bắc họ tình nguyện là đọc vào đĩa. Và họ đọc cũng khá hay. Cho nên là nếu người nào mà thích đọc sách thì thầy sẽ biếu cho một cuốn. Còn nếu mà người nào muốn nghe băng thì thầy cũng biếu luôn. Thế
Cái trong cuốn sách này đó là thầy phân tích tất cả những cái mà thầy vừa nói đó, trong đó rất đầy đủ, có khi thầy nói thầy quên chứ còn trong sách đó là đầy đủ trong hết trơn á. Thành ra quý Phật tử là có thể là thầy sẽ nói cô Liệu Tấn đó, cô đưa vô mạng luôn, tức là đưa cả cái nghe và cái đọc, để cho ai không có sách thì vẫn là vào trong mạng đọc được và nghe được. Thì cái trí tuệ á, nên nhớ rằng là trí tuệ là giống như là cái sự soi sáng của mặt trời. Thì khi mà không còn mây che đó, không còn một cái gì che lấp á, thì là mặt trời sẽ tự chiếu sáng. Chứ đừng nghĩ rằng là mình cố gắng mà tích lũy mỗi ngày một ít để cho trí tuệ càng ngày nó càng to lên đó, là cái đó là sai, sai lầm lớn đó. Trí tuệ là vốn nó đã sáng từ đầu đến cuối, mà tại vì mây che đi thôi, cũng mình cũng vậy. Cái tánh biết á là vốn nó đã là sáng suốt định tĩnh trong lành ngay từ đầu, nó đã là rỗng lặng trong sáng ngay từ đầu. Nhưng mà cái bản ngã khởi lên, mình không phát hiện được cái bản ngã khởi lên, để rồi cái bản ngã đó nó sinh ra ảo tưởng, rồi nó che lấp, rồi nó đòi phải, ban đầu thì nó đòi đủ thứ ngoài đời, sau nó chán cái ngoài đời rồi cái bắt đầu đòi vô trong đạo, là tu để đắc cái này đắc cái kia. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là ảo hết. Khi mình buông hết cái đó ra đi thì tánh biết nó là đã là sáng suốt định tĩnh sẵn rồi. Cho nên cái trí tuệ không phải là do mình, nhưng mà nó có một cái trí tuệ gọi là hầu đắc trí. Cái trí tuệ mà vốn là cái tánh biết á, nó là gọi là vô sư trí, tức là nó cái trí tuệ này nó không có ai làm gì hết trơn á, nó cũng vẫn là cứ chiếu sáng thôi. Thì cái trí tuệ đó là mỗi người sẵn có, khỏi cần phải rèn luyện gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì như thế này nè, cái ta ảo tưởng á, nó vẫn cứ tưởng là nó biết, nó kinh nghiệm, nó hay lắm, cho nên nó cứ là tạo tác. Nó tạo tác rồi nó lúc đó một hồi nó lại than khổ. Than khổ lại đòi tu. Đòi tu nhưng mà tu tầm bậy rồi cũng là khổ nữa. Cho nên đó là cái đó là cái bản chất của bản ngã như vậy. Tuy nhiên á là nó có một cái điều là cũng nhờ cái bản ngã nó đi tìm kiếm tùm lum đó, thì lúc đó mình mới là thấy ra được cái bản chất vô thường khổ vô ngã. Mình mới thấy ra được cái gì sai, cái gì đúng. Thì á, cái quá trình của sự tu tập á, là nó ta cười là thế này. Cái sự quá tu tập á, là nó phải trải qua những cái sai để nó điều chỉnh cái đúng. Thì cái mà mình trải qua cái sai, cái trải nghiệm qua cái sai để mà điều chỉnh cái nhận thức thành đúng á, điều chỉnh nhận thức và hành vi thành đúng á, thì cái quá trình đó gọi là hầu đắc trí. Nhưng mà cái hầu đắc trí này á, cái hầu đắc trí này á, thực ra cuối cùng á là cũng trở về lại với cái tánh biết rộng lặng trong sáng thôi. Cái biết mà của cái hầu đắc trí đó, thực ra biết chỉ để hóa giải, điều chỉnh cái sai, điều chỉnh cái nhận thức sai, điều chỉnh cái hành động sai, để trở thành ra là minh hạnh túc, tức là hoàn toàn sáng suốt và hành động hoàn toàn chính xác. Như Đức Phật gọi là bậc minh hạnh túc là như vậy. Do đó là Đức Phật vốn mỗi người là có cái đức tính là thanh tịnh và sáng suốt. Mà cái thanh tịnh đó loại hết tất cả mọi cái trở ngại đi thì gọi là A-ra-hăng. Cái sự sáng suốt đó loại hết đi tất cả mọi trở ngại đi thì gọi là Sammasambuddho. Bây giờ mới là lấy cái tánh biết mà A-ra-hăng Sammasambuddho đó để mà điều chỉnh nhận thức và hành vi, thì nó sẽ đưa đến Vicca-charana Sampanno, tức là minh hạnh túc. Mà khi minh hạnh túc rồi đó thì là Sugato,
Suato tức là lúc đó đó là đến đi vô ngại, không còn vướng bận gì nữa, không còn vướng mắc gì nữa. Đó thì tiếp tục theo là những cái đức tính mà của một vị Phật á, chính là cái đức tính của cái tánh biết mà mỗi người sẵn có. Cho nên á, nhớ là trí tuệ không phải là rèn luyện để thành, để đạt được, mà là chỉ dùng cái tánh biết để mà quan sát soi chiếu, để mà học ra được cái bản chất của mình và vạn pháp, để không còn bị lầm lạc. Thay vì vô thường khổ vô ngã thì mình lại là lầm lạc, nó trở thành là thường lạc ngã gì đó. Ở đây đừng lầm lạc vậy thôi. Cho nên á, là cái pháp mà tu mà thầy giới thiệu đó là trở về với tự tánh của mình, trở về với cái tính sáng suốt định tĩnh trong lành, rộng lặng trong sáng, để mà quan sát tất cả mọi pháp và điều chỉnh cái sai bằng nhận thức và hành vi. Tức là điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng rồi á thì nó sẽ vượt qua cái sai. Nhưng mà có thể lúc đầu á, nó tại sợ gì mà Đức Phật ngài trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp á, là vì sao? Là vì á, nó cũng giống như một đứa bé thôi. Một đứa bé mới sinh ra thì nó phải là nó nằm rồi nó quờ quàng gì đó, rồi nó lật qua lật lại, lật qua rồi nó ngồi dậy rồi nó là chập chững đứng dậy, rồi chập chững đi. Đó. Tức là nó phải trải qua như vậy, rồi nó tự điều chỉnh những cái nhận thức và hành vi của nó, cho đến khi nó đi đứng chững chạc, nhận thức đàng hoàng. Thì cái mình thấy một đứa con nít nó trở thành là một người lớn trưởng thành, thì cái con đường giác ngộ cũng vậy, trải nghiệm qua tất cả những cái sai lầm rồi điều chỉnh bằng nhận thức và hành vi với cái sự thanh tịnh và sáng suốt, để mà thấy ra được tất cả cái bản chất thật của các pháp, thì cái đó mới gọi là trí tuệ. Thì cái trí tuệ này xuất hiện trong cái pháp hành thiền tuệ là dưới hình thức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì sáng suốt định tĩnh trong lành là cái vốn tự tánh của nó rồi, cho nên mình cái đó mình không có tu hành gì được hết trơn á. Và khi mà một cái người mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì từ nó sẽ ứng ra cái thần rồng chú tâm quan sát, cho nên cũng không phải tu hành gì cả, nó chuyện tự nhiên. Nhưng mà cái người chưa có đủ cái trình độ để mà nhận ra được cái điều đó thì tâm thường hay vọng động, cho nên nó mới là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đưa cái tâm trở về với thực tại và phát ấn cái thực tại đó một cách trung thực, gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì trong đó đó cái chữ tỉnh giác là tuệ và chánh niệm là định. Còn tinh tấn mặc dù cũng là thuộc về định, nhưng mà tinh tấn này là nó đưa cái vòng đồng trở về, cho nên nó cũng xem như là đứng về phương diện tâm, nhưng mà nó cũng đại diện cho giới, cho nên là xem như tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là một cái giới định tuệ. Mà giới định tuệ này là giới định tuệ cũng từ tánh, chứ không phải là cái giới định tuệ mà ví dụ Đức Phật đặt ra 5 giới, 10 giới hay là 300 giới hay mấy giới đó chẳng hạn, thì những cái giới đó là giới chế định. Và nói rằng là bây giờ phải niệm Phật, bây giờ phải niệm hơi thở, bây giờ phải thế này thế kia đó, thì cái đó là định chế định, chẳng phải là cái giới định tuệ mà từ tánh như từ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trở lên. Thì cái này là nó sử dụng cho những cái trường hợp mà mình tự mình chưa có thể đứng vững được, thì mình phải dùng một cái phương tiện. Thì về sau á, những cái mà Đức Phật dạy đó đó cũng vẫn là cái pháp mà môn mà Đức Phật dạy là cái hay thế này. Tức là cái người á mà giác ngộ á, thì vẫn là giới định tuệ đó, chế định đó vẫn làm đúng hết. Chẳng không sai. Mà người chưa giác ngộ đó thì sẽ dùng cái giới định tuệ chế định đó để mà
ổn định mình. À, ra cái hay chỗ đó. Nhưng mà về sau đó thì các cái trường phái thiền hay là trường phái tu tập á, họ lại vận dụng ra thành phương pháp. Ví dụ như là phương pháp tu thiền theo niệm thân hay niệm thọ hay niệm gì đó. À, còn bên bên Bắc Tông thì là niệm chú hay là niệm Phật, trì chú hay niệm Phật, hoặc là tham công án, thì tất cả những cái đó, đó nó đã trở thành là phương pháp hay gọi là pháp môn phương tiện. Phương tiện có nghĩa là bên bên cái pháp môn thực á, là tự mình này, tay chân gì mình tự làm tự đi hết, nhưng mà bởi vì cái chân mình đi không được cho nên mình phải mượn cái nàng, thì cái nàng đó là gọi là pháp môn phương tiện, tức là cái đó nó gắn bên ngoài vào chứ không phải là trong tự thân mình có. Nhưng mà cái mà gắn bên ngoài vào đó, đó thì phải hiểu rằng mục đích của nó là để cho tự thân mình có thể giúp cho tự thân có phục hồi lại cái khả năng thực của nó, chứ không phải là cứ lệ thuộc vào mãi cái pháp môn phương tiện đó. Quý vị nhớ cái điều đó cho thật kỹ. Pháp môn phương tiện thì tất cả các thế gian pháp đều là pháp môn phương tiện hết, cái gì cũng pháp môn phương tiện được hết á, cái gì cũng có thể sử dụng, nếu người biết thì là sử dụng thành phương tiện thiền xảo hết. Nhưng mà đã là phương tiện thiền xảo thì là sử dụng xong rồi á là bỏ. Cho nên Đức Phật ngài nói là pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ huống là phi pháp. Bởi vì khi mà đã sử dụng cái phương tiện rồi này, thì khi mà nó đã đạt đến cái tự tánh rồi á, thì phương tiện này là bỏ hết. Nhưng mà cái phương tiện mà của Đức Phật á, thì cái hay cái chỗ này là các vị đó họ bỏ hết nhưng mà họ vẫn làm đúng hết, chứ không có gì sai hết. À, cho nên mặc dù Đức Phật ngài có pháp môn, nhưng mà pháp môn trực tiếp chứ không phải là pháp môn phương tiện. Nhớ cái điều đó một chút.